Em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây ha, gồm cây hoa lài ha anh chị, rồi cây ổi, rồi kim quýt, rồi khế gân ha, đủ loại nghe cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là 325. Đây mặt bông của nó đây, anh chị cho anh chị coi nè ha, cực kỳ đẹp nha. Đó là chép nha anh chị, đó bông rất là đẹp. À, đây là búp bông rất là nhiều luôn nha. Hoành 25. Đó. Chiều cao 1m06. Quá trời bông rồi chị. Đường kính bầu 35. Chiều cao 1m06 ha. À, hoa này chị rất là đẹp luôn nha. Rồi mã số đầu tiên là 325. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 nha, bao ship tặng nhà. 325. Tiếp theo là cây mai chiếu thủy chung nu nha, lá chung nha anh chị. Đó, cái này nữa em ship cái chậu cho mình luôn nha. Này ship cái chậu cũng khá nặng ha, để giá hữu nghị cho mình luôn. Mã số là 326. Nguyên một cụm luôn ha. Tổng hoành 30. Chiều cao 22. Mã số là 326. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để cô anh chị 350 thôi, bao ship tặng nhà luôn. 326. Rồi tiếp theo là cây ổi. Ổi tàu nghe anh chị. Đây trái nè. Quá trời trái luôn anh chị, nhìn coi trái nè. Hai trái đậu đây nè ha. Đó, ổi tàu nha. Đó, cúc cành rất là bự luôn, hiếm lắm mấy con cây nha chị. Hoành 33. Chiều cao 77. Đường kính bầu 50. Mã số là 327. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 thôi, em bao ship tặng nhà. 327 nha. Rồi tiếp theo mã số là 328. Cây một cốt nè. Quá trời cũ luôn. Hoành 23. Chiều cao 79. Đường kính bầu 38. Mã số là 328. Rồi cái này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 thôi. Đang trái luôn nè anh chị ha, để rẻ luôn ha, 1.200.000 bao ship ha. À, đang trái ổ tàu ha. Rồi tiếp theo 329. Ôi ôi cái này củ đế quá trời củ đế luôn nè anh chị. Nghe này vẫn bay nha. Hoành 25. Cành bay 70. Đường kính bầu 40. 329 nha anh chị. Ồ, củ quá bự luôn. Rồi cái này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 nha. Đó, vắng bay luôn nha anh chị, bao ship tặng nhà luôn. Ồ, vắng bay rất là đẹp. 329. Cây ổi tàu ha. Rồi tiếp theo là mấy cây khế gân nha anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe thường chậu nha. Mấy này về hổm em vô nước dây em mới tháo ra nè, đang bông đang trái nè. Anh chị về mình vô nước dây nữa ha, là ok là nha anh chị. Mã số là 330. Cây này củ đế quá trời luôn ha. Hoành 18. Chiều cao 69. Đường kính bầu 35. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 thôi. Mã số 330. 330, bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo 331. À, chị coi nè, củ đế luôn nha anh chị. Đó. Trái rụng dưới này luôn nè. Hoành 21 rưỡi. Chiều cao 65. Đường kính bầu 30. Nè, người ta có nước vô nước dây chân nè anh chị thấy ha. Nè, đó, đang bông đang trái luôn. Này, đã hổm để hơi nắng nên nó vàng lá nha. Cây sống khỏe thường chậu mình yên tâm ha. 331. Rồi cây này 750 luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 332. Cây này thì nè, củ đế quá trời luôn nè. Cây này có cành gơi nè. Đó, về anh chị vô dây lại, muốn vô dây thì sao vô ha. Rồi đó cũ luôn. Này chơi dán băng nhăn ha, cắt cái này bỏ chơi dán băng nhăn đẹp nha anh chị. Hoành 18. Chiều cao 65. Đường kính bầu 30. Mã số là 332. Rồi cái này 700.000 anh chị ơi. Đó, khế gân ha, trái chua nghe anh chị. Rồi tiếp theo 333. Cũ quá trời cũ luôn. Hoành 23. Chiều cao 43. Mã số 333. 333. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là cây này cây kim quýt nha anh chị.
Đó, chim quýt ha. Mã số là 333. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình 1 triệu 2 thôi, bao ship cả chậu cho mình luôn. 1 triệu 2, bao ship cả chậu luôn. Rồi, tiếp theo là cây khế nha anh chị. Đó. Hoành tổng đế của cây này là 1m30 nha anh chị ha. Nào, hoành tổng đế là 1m30. Rồi đó cái eo ơi. À, 1m30 nha anh chị, hết biết luôn. Cây nó lực cây giót. Hoành cây này là 35. Chiều cao luôn. Chiều cao của cây này là 67. Đó, rồi anh quay sơ giùm em ơi. Đường kính bầu của cây này là 52. Hết biết cây bệ đế đẹp luôn anh chị ơi. 1 mét mấy luôn nha anh chị. Thoát thăng cái bệ đế lên là 40. Đó, từ dưới bầu thoát thăng bệ đế lên là 40. Đó. Cây này có một lần mà nó kéo hết trơn nha anh chị. Cây cái bể quá trời bể luôn. Mã số là A2 nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi cây mã số là A2. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà luôn nha. Quá trời cái bể luôn nha anh chị. Tiếp theo cây mã số A4 là cây sơ ghi nha. Sơ ghi trái ngọt nha anh chị. Mã hoành của nó là gần 94 nha, 993 hoành thôi. Hết biết nó to nha anh chị, gần 1 mét hoành, nếu đòi dưới đây là 1 mét hoành nè. Rồi. Nếu mà hào chứ dưới đây là 1 mét hoành luôn anh chị ơi. Đó, 97 hoành luôn. Đó. 97 hoành nha anh chị. Cây sơ ghi trái ngọt ha. Rồi, chiều cao cỡ 1 mét 4 anh chị ơi. Gần 1 mét rưỡi đó. Rồi đường kính bầu của cây này là 80. Hết biết nó khủng nha anh chị. Ha, đang quay kỹ nè. Cây đâm chồi sống khỏe kéo sẹo hết nè. Nè ha. Đó, đâm chồi lên hết trơn ha. Đang có bông trái luôn nha. Bên đây cũng ok ha. Đó, cây này chỉ có cái nhánh chỗ này một chút thôi. Đó. Mà kéo sẹo nè. Đó, đâm chồi nè. Đó, anh chị thấy ha. Mã số là A4 nha anh chị. A4. Cây seri. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 4,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà luôn. Đó, cây rất là khủng nha. Mà gần mét hoành nha, 4,5 triệu mà bao ship luôn nha anh chị. Mã số là A4 ha. Tiếp theo, mã số A5 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Cây này đâm chồi sống khỏe hết rồi. Chị mình yên tâm luôn. Hoành ở dưới cây này là 59 hoành, gần 60 hoành anh chị coi nè ha. Đó, gần 60 hoành. Rồi bệ đế anh chị coi nè, đều gan bốn mặt luôn. Rồi đường kính bầu ơi. Đường kính bầu của cây này là 81. Chiều cao cây này tầm đây. Tới đây là 1m25 nha anh chị. 1m25. Nguyệt quế lá sắn bông chùm anh chị coi thay cây đâm chồi sống khỏe hết trơn ha. Bệ đế em quay cho anh chị xem nè. Xem thiệt kỹ nha, đều gan bốn mặt luôn. Ở gần 60 hoành. Đó. Chi tay cốt cành là đều gan ha, tại cây khá là nặng em không có để lên bàn xây được nha anh chị. Đó. Cây mặt tiền bên đây nè, anh đẩy đẩy cây này xích qua bên. Kéo cái đầu đó lại, kéo vô mình anh. Kéo nữa. Quay. Rồi đúng rồi. Rồi. Ha. Đó, chị xem nha. Cây đâm chồi hết trơn rồi nè. Đó. Bành hết trơn. Hết biết nó to nha chị, nếu mà đo sát như này chắc cực khủng lắm nha. Cây rất là bự. Rồi mã số là A5. Rồi cây này em để hữu nghị 3,5 triệu rồi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Máy này em bao ship cho mình luôn à, mình an tâm nha. Cây này sống khỏe luôn rồi. Nè, chị coi bể nè, cây rất là to ha. 3,5 triệu bao ship. Mã số A5 nghe cô chú anh chị. Tiếp theo, đây là cây khế nhật nha anh chị. Khế nhật, cây gin ha. Hoành của nó là 37, gần 38 nha. Đó, nguyện cụ đế nè. Rồi, đo dưới này à, ha. Rồi đo chỗ này cho anh nằm. Chỗ này bự dữ nữa đó. Đây là 50 hoành luôn nha anh chị. Rồi lấy tay ra đây, buông tay đi. Đó, chị coi ha. Đây là 50 hoành nè. Đây bốn mấy nè. Đó, quá trời bự luôn. Này là khế nhật gin nha anh chị. Cây gin nha. Lá nhỏ nè anh chị coi nè. Chiều cao là 80. Đường kính bầu là 42. Quả khủng luôn chị ơi. Quay sơ giùm em cái. Cây sống khỏe thường chậu nha. Khế nhật cây gin, lá nhỏ, xa trái lắm nha, trái chua nha. Rồi cây này mã số A6, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để hữu nghị cô chú anh chị cây này 1,5 triệu nha.
bao ship tặng nhà luôn. Thể nhật cây ghim nha. Tiếp theo mã số A7 là cây cần thăng nha anh chị. Đó, hết biết cây cần thăng ha. Rồi, đo cái hoành eo của nó là 33. Rồi, đo nguyễn cũ giùm em ơi. Ờ, cũ nè, cũ đặt này nè. Đó, cũ đặt này là 62 nha anh chị. Cũ đặt này 62. Hết biết cây cũ luôn. Đường kính bầu của cây này là 54. Chiều cao của cây này là 93. Đó, anh quay giùm em cái cây cần thăng anh chị. Đó, củ chập bá luôn. Rồi mã số là A7, cây này cũng 1,5 triệu anh chị ơi, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây cần thăng ha, 1,5 triệu bao ship. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ, tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. Này rất là dày nghe cô chú anh chị. Nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha.
sắc bén luôn, hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó, ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390 ngàn. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu, đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây, em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị, em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180 ngàn một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan, Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 gram. Đó, 500 gram. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị, sử dụng rất là tốt. Từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500 gram thì em bán giá là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ.